Thưa quý vị, tự chủ đại học là một chủ trương đã phát huy nhiều hiệu quả và đang trên lộ trình nhân rộng tới các trường. Chủ trương là tự chủ đại học không có nghĩa là phải tự do, tự lo. Thế nhưng thực tế các trường tự chủ đại học đang phải tự chủ tài chính một cách cơ học, tức cắt chi thường xuyên. Để giải quyết bài toán này, giải pháp được nhiều trường áp dụng đó là tăng học phí. Điều này có thể đặt gánh nặng lớn lên vai người học. Vào thời điểm nhận kết quả thi trung học phổ thông, Bách cũng như nhiều bạn sinh viên khác phải cân nhắc các nguyện vọng xét tuyển đại học. Tuy nhiên, lựa chọn của em không chỉ đưa ra bởi sự phù hợp của ngành học mà còn phải cân nhắc đến yếu tố học phí. Hồi trước lúc chọn trường thì em cũng có dự định để học kinh tế quốc dân hay là ngoại thương. Nhưng mà vì cái học phí nó cũng hơi đắt so với cái mức thu nhập của gia đình em nên là em đã chọn học viện báo chí và tuyên truyền với mức thu nhập rẻ hơn. Học phí trở thành một yếu tố cản trở lựa chọn người học rõ ràng là điều không mong muốn. Nhưng đây mới chỉ là một phần mặt trái khi các trường phải tự chủ về mặt tài chính một cách cơ học. Các trường có bằng cách này cách khác để tăng quy mô tuyển sinh. Đuôi như tuyển sinh rồi đồng thời lại với hiện tượng tiếp theo là không ngại hoặc là hạn chế tuyển các cái giảng viên chất lượng cao. Vì chất lượng cao thì phải trả nhiều tiền. Thì điều này nó dẫn đến một cái âu lo của xã hội về chất lượng đào tạo. Các trường đại học sẽ chạy theo những ngành đào tạo dễ tuyển sinh, làm mất cân đối trong chiến lược phát triển nhân lực quốc gia, chất lượng đầu vào và đầu ra của sinh viên. Chất lượng giảng dạy tại nhiều trường đại học không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa, mà thay vào đó là nguồn thu, số lượng sinh viên, học viên có thể tuyển sinh được. Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại nghị trường, nhiều đại biểu đề nghị cần đánh giá lại việc thực hiện tự chủ đại học trong những năm qua, nhất là về vấn đề học phí. Theo Nghị định 81, các trường đại học được tự quyết mức học phí nếu kiểm định chương trình đào tạo. Điều này cũng dẫn đến làn sóng kiểm định tăng đột biến để có cơ sở tăng học phí. Những cái quy định như là nếu mà dự án BOT thì chúng ta thấy là đường cũ vẫn phải để người dân đi. Và nếu người nào có tiền thì sẽ đi đường mới. Với cái đầu tư mới, nhưng mà nhiều trường là đã có những ngành học như trường là tăng học phí từ khoảng 20-30 triệu lên 60 triệu bởi vì là chỉ có đường BOT thôi. Và chất lượng cao là gì? Chất lượng cao là điểm đầu vào thì thấp hơn cả chất lượng bình thường và chỉ tăng thêm một số cái môn học tiếng Anh và sau khi kiểm định xong thì tăng học phí. Tự chủ đại học được xem là một cuộc cách mạng để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học. Tuy nhiên, một nền giáo dục đại học chỉ dựa hoàn toàn vào học phí của người học thì không thể đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục và khó có thể gọi là một nền giáo dục thành công.